Phải nói câu là hai em này đẹp lung con mẹ Linh luôn. Quá đẹp. À, một đôi đến từ nước Anh và một đôi đến từ nước Mỹ. Quá đẹp luôn ạ. À, đôi loa kép 104. Cái ngang 104 S2, 102. Và đôi loa Boston. Có gì xem. Đẹp đẹp xuất sắc luôn ạ. Đẹp như thế này thì còn đẹp thế nào được nữa. Bác nào muốn đẹp nữa thì bó tay. Còn này bác cho thùng xốp bác đóng cho em được. Đóng thùng xốp cho em được. Đóng thùng xốp cho em nó được. Chưa. À, đôi này có mức giá là 129, 12 triệu 900. Chúng em giới thiệu chi tiết luôn. À, đôi kép 1. Đây, quay ra sau, nói luôn, có mã màu đen luôn. Cái căng có hết đằng sau đấy. Đây, đây là đôi loa kép này. KEF này, kép này, màu đen 102, gạch chéo 2 này. À, con này trở kháng 4 ohm này. Trở kháng 4 ohm, công suất 200W một loa. Vậy là một đôi này 400W đôi này ạ. 400W đôi loa này, kép. Đấy, có chưa? Con này khủng chưa? 400W đôi này. Đẹp như này quá đẹp rồi các bạn. Các bạn nào thích đẹp hơn nữa. Đây này, để những cái màu vét, cái màu này nó lên, nên nó sạch hơn, nó lên này hơn, nó lên nữa. 200.000 cho các bác thợ mộc thôi. Dám đảm bảo cam đoan với các bác là các bác ấy làm cho các bác nó đẹp gần như này. Vì đó là nghề của thợ mộc mà. Đấy, thợ mộc, thợ người ta làm đẹp. Còn em bán hàng thì cứ để nguyên. Sứt chỗ nào thì kệ chỗ đấy, về các bác làm, không tút tác chứ nó nhanh. Con này báo cáo các bác là các bác cứ tham khảo trên kênh nhé. Các bác cứ gõ vào YouTube của em là YouTube KEF kép này, con loa kép này 104 gạch chéo 2 cho em xem trên kênh YouTube đó. Đôi này có những điểm trên 20 triệu các bạn. Nhiều điểm trên 20 triệu đấy. 16, 18, 20, hơn 20, 20 rất là nhiều. Các bác cứ gõ vào cho em dám báo giá công khai đi. Mà đấy là 20 triệu là cái thời điểm lâu ấy. Cái thời điểm bây giờ em khẳng định luôn là không có hàng mấy đâu, không có hàng để về được. Bây giờ thì bó tay nhé. Bây giờ thì bó luôn. Con này là có một con loa bass súp ở trong này đây, loa súp đây này. Con này có một con loa súp đặt ngửa đây, có nhìn thấy luôn đây. Con này có súp ngửa lên. Đây con súp này, hai súp trong này. Hai con súp đấy. Và đằng trước là được thiết kế lồi ra. Hai một con súp, con bát bên này, còn hai con chung này, một tép đo nằm giữa. Con KF này thì bán cũng khá nhiều rồi. Và cái mức giá em đã báo cho các bác là em vẫn giữ cái mức giá cách đây 2-3 năm về gần đây em bán vẫn mã này, giá này. 18.800.000 188. Vẫn mức giá đấy ạ. Con kép này, con này thì cực kỳ nặng. Chiều sâu này. Chiều sâu nó khoảng hơn 40, chiều sâu khoảng hơn 40. Chiều sâu đấy. Hơn 40, đây là hơn 40 găng tay thôi. Nếu mà tính cả e căng thì nó tầm khoảng độ 43. Chiều ngang này. Các nhìn chiều ngang găng tay hết cỡ này, nó tầm 26, 25 26. Đấy, còn chiều cao này. 2 4 6 8. Chiều cao nó tầm khoảng độ 88 đến 90 ạ. 88 đến 90 phân chiều cao. Mức giá em báo rồi ạ, 18.800.000. Đây ạ. 188 18.800.000. Vẫn như mức giá cách đây 2-3 năm về trước. Vẫn thế ạ. Mặc dù là thế này khan à. Còn sang đến đây là mời các bác đến với lại đôi loa Boston. Được thiết kế với 4 loa một thùng. Con này thì nó cao khoảng độ 1m2. 1m đến 1m1. Chúng em đo để biết. À, đây là con Boston này. Dòng Acoustic. Nhìn nó mê chưa ạ. Quay gần cho các bác nhìn loa mê chưa. Các bác mê chưa ạ? Không mê mới là lạ. Con Boston này không mê mới là lạ. Thầy nói câu là chơi hay bày đẹp luôn ạ. Chơi hay bày đẹp. Thì chiều cao xem nào. 1, 2, 3, 4, 5. Chiều cao nó tầm khoảng độ gần 1m1. Chiều cao. À, chiều ngang đây ạ. 25. Chiều sâu ạ. Chiều sâu 30. Cái căng. Đấy. Còn về phía sau đây. Phía sau
Phía sau đây là nó hiển thị ở cầu, chứ hai cầu luôn, hai cầu lên view ơi. À, để em đây, e căng của nó thì còn đẹp lắm ạ, e căng còn đẹp và zin. Đây. Boston Acoustic. Các bác đợi em chút, em sẽ nghiêng một con loa ra để em đọc cái model cho các bác nhé. Bởi vì con loa này nó ghét một nỗi là thì em kê đây. Ghét một nỗi là họ lại dán ở dưới đáy. Đây là con Boston T1030. Boston T1030 ạ. Boston T1030. Mức giá 12.900.000. Ngon, bổ rẻ. Chơi hay bày đẹp cho các bác đấy ạ. Cảm ơn các bác.